Câu hỏi tiếp theo của bạn, bác sĩ cho em hỏi cho bé ăn nhiều cà rốt với bí đỏ có sao không? Có ạ, có đấy ạ. Chúng ta biết là vàng da do ăn dặm, là cái vàng da do thừa sắc tố beta caroten. Khi mà bạn cho con ăn quá nhiều cái đồ có màu da cam, màu đỏ hay màu xanh đậm thì nó sẽ tích lũy lại, nó gây ra vàng da cho em bé. Nó không nguy hiểm gì quá. Khi phát hiện ra cái tình trạng này thì các bạn ngay lập tức dừng lại thôi. Đấy là về mặt da là các bạn thấy như vậy. Còn ngoài ra nó còn ảnh hưởng một mặt nữa liên quan đến cái hô hấp. Tức là trong những cái thực phẩm nó màu đậm màu này, nó đồng thời nó có một cái chất đó là gốc nitrat. Cái gốc này nó sẽ kết hợp với cái phân tử hemoglobin trong máu, là cái mà chuyên để vận chuyển oxy từ máu đến các cái tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng đấy. Thì nó vô hiệu hóa, nó làm cho cái hemoglobin này không vận chuyển được oxy nữa, thì ở mức độ nhẹ thì gây ra khó thở, gây ra mệt mỏi. Còn ăn quá nhiều, một cung cấp cái lượng nitrat quá nhiều thì nguy hiểm nhất là có thể gây ra tình trạng suy hô hấp. Vì vậy, với những cái loại rau củ quả đậm màu này, các bạn chỉ em bé dù có thích hay gì, các bạn chỉ ăn 3 đến 4 lần một tuần thôi là phải đổi sang cái món khác cho con ạ. Nên mình biết có rất nhiều mẹ là cái cà rốt chỉ được các mẹ truyền tay nhau là một là vị nó ngọt ngọt, thứ hai là nó tốt cho cái đường tiêu hóa, để gọi là ví dụ bị đau bụng hay gì còn uống nước cà rốt để cầm tiêu với thế này thế kia. Tức là các mẹ hay sử dụng cà rốt vì cái tính an toàn cho cái đường tiêu hóa của con. Với thứ hai là cái bí đỏ thì nó có cái vị ngọt ngọt, cho nên là khi nấu cháo con nó thích hơn, nó hợp tác, nó ăn nhiều hơn. Nhưng mà dù nó có ăn nhiều thì các bạn cũng chú ý nhé. Chúng ta chỉ ăn 3 đến 4, 4 bữa một tuần thôi để tránh cái tình trạng gọi là những cái hệ lụy đằng sau cho cái vấn đề ăn quá nhiều thực phẩm có chứa beta-carotene này cho con.